Ok, thì bây giờ mình học nhá. Ok. Thì ở những buổi hôm trước thì mình đã tìm hiểu xong về hai chương đầu, cũng như là mình đã chữa hết câu 1 và câu 2 rồi đúng không? Đây, câu 1, câu 2, câu 1, câu 2, chữa hết rồi. Thì hôm nay, đấy, mình lại tiếp theo thôi. Tiếp theo thì mình sẽ, đấy là đi học về cách làm câu 3 nhá. Câu 3 đây. Đấy, câu 3 để nào cũng vậy. Để nào cũng vậy, ok. Để nào cũng vậy luôn. Rồi. Rồi. Đấy, tất cả câu 3 ở đây, mình sẽ cùng học và mình làm tất cả câu 3. Được chưa? Cả đây cũng vậy. Ok. Thì bây giờ này, ở cái phần này ấy, là mình học về chương 3, đó là các phân phối xác suất hay gặp. Thì ở đây chắc chắn trong đề thi câu 3 nó sẽ gặp, đúng không? Vào cái dạng câu này. Và ấy, nó chỉ vào ba dạng thôi. Đấy là nhị thức, awesome với cả chuẩn, đúng không? Có ba cái phân phối. Đấy là nhị thức, phân phối, awesome với cả phân phối chuẩn. Đấy, mình sẽ đi tìm hiểu ba cái loại đấy, cũng như là chữa hết những cái đề đây của kỳ gần nhất. Đấy, ba cái luôn. Ok. Thì đây, đầu tiên mình đi vào phân phối nhị thức. Đấy, ghi bài nhá. Đây, phân phối. Đây, có ba cái thôi, học hết ba cái là hết. Trong đó gặp nhiều nhất là cái chuẩn, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn gặp nhị thức với cả phát sông. Đấy, thì mình cứ học làm hết đi. Rồi, theo tiên đấy là phân phối nhị thức. Phân phối nhị thức nhá, ở đây mình sẽ học một cái dấu. Đấy là dấu dấu ngã này, dấu 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 ngã này. Nó đọc là không không biết đọc là gì đâu, nhưng mà nó tuân theo. Được chưa? Tuân theo. Đấy. Được chưa? Tóm lại là gì? Ở đây phân phối nhị thức ký hiệu là gì? X tuân theo quy luật phân phối nhị thức B ký hiệu nhị thức nhá. B. Bên trong là N và P. Với này, P là xác suất, cho nên như đã nói rồi, xác suất thì nó chỉ nằm trong từ 0 đến 1 thôi. Đấy. Ok. Và N thuộc N sao? Và dấu hiệu của cái phân phối nhị thức này ý, đấy là gì? Nếu x là số lần xuất hiện trong n lần của biến cố A có xác suất một lần xuất hiện là bằng nhau và bằng p. Đấy. X là số lần xuất hiện trong n lần của biến cố A nhá. Có xác suất để một lần xuất hiện là bằng nhau và bằng p luôn. Thì khi đó nhá. Khi đó ấy, thì người ta sẽ hỏi mình, đấy, đấy là gì? Tìm Ex của Vx thì mình sẽ có công thức nhanh luôn. Đấy, như hôm trước mình làm một cái câu ấy mà nó có rất là nhiều trường hợp bên dưới đúng không? Đấy, kiểu 50, 15, 20, 25, 30 xong rồi đến là 70 ấy. Nhớ trước không? Xong bảo là thôi chương 3 rồi mình nói đấy đúng không? Thì đấy chính là cái này này. Nếu mình thấy là nếu x là số lần xuất hiện trong n lần biến cố A có xác suất một lần xuất hiện là bằng nhau và bằng p ấy, thì khi đó mình sẽ tìm được luôn ex và vx. Với ex thì chỉ lấy n nhân p thôi. Đây, n nhân p này, được chưa? Và cái thứ hai, vx sẽ bằng là n nhân p nhân 1 trừ p. Vậy thôi. À đấy, tại sao lại có công thức vx này thì mình còn nhớ không? Vx bằng ex bình trừ ex tất cả bình ấy, thì mình sẽ chứng minh được ra cái này thôi. Đấy, nói chung là mình chỉ nhớ cái này là được luôn. Đấy. Và ở đây người ta có thể hỏi mình là khả năng nhất, được không? Khả năng nhất, khả năng xảy ra nhiều nhất ấy thì nó gọi là mốt, được không? Gọi là mốt. Nếu như kiểu hồi xưa ấy, nhớ cái đợt hồi xưa mà kiểu cứ mua quần áo ấy, đi chợ mua quần áo của tao, mua cái này đi, cái này là mốt đấy, đúng không? Thì đấy, mốt ở đây tức là gì? Tức là gặp nhiều nhất. Có phải đợt tí bảo là mốt đấy, đây là mốt thì có phải là ra đường là gặp mấy cái quần này nhiều nhất đúng không? Như kiểu quần rách rách ấy. Đấy, mốt đấy thì phải là lúc đó là gặp lý nhiều nhất không đấy, thì ý nghĩa của mốt là như vậy, được chưa? Thì mốt sẽ bằng np cộng p, tức là phần nguyên ấy, cái dấu này gọi là phần nguyên, được chưa? Dấu này này gọi là phần nguyên, phần nguyên, nguyên đó tức là gì? Nó sẽ là phần nguyên đây, np cộng p xong lấy phần nguyên. Nếu np cộng p không thuộc n sao, n sao tức là như kiểu mấy cái số nguyên dương ấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì nó là n sao. Đấy. Thì nếu n nhân p cộng p không thuộc n sao ấy thì nó là phần nguyên của cái đó thôi. Được chưa? Tức là như là gì? Ví dụ tính ra 3,2 thì phần nguyên chính là cái số đằng trước. Đúng không? 3,2 thì phần nguyên là 3 thôi. Ba. 4,5 thì phần nguyên là 4, kiểu vậy đúng không? Mình sẽ lấy cái số trước dấu phẩy luôn. Đó. Đây, nó có trường hợp này. Nếu mà ấy, NP cộng P thuộc N sao, tức là mình phải tính ra đúng không? Mình xem là NP cộng P có thuộc N sao không? Nếu không thuộc N sao ấy thì mình sẽ lấy phần nguyên của nó. Còn nếu nó thuộc N sao ấy thì mình sẽ lấy nó và số trước nó một đơn vị. Được chưa? Đấy là toàn bộ cái cần nhớ trong phân phối nhị thức. Đấy, và sau đó thì mình sẽ chuyển đến những cái ví dụ. Ừ, được chưa? Ok. Rồi, thì mình sẽ đến nhá, ví dụ nhá. Đây.
Những cái ví dụ này đều là, đây cái ví dụ đầu tiên này lấy trong đề thi đây. Đấy. Còn ví dụ này là ví dụ mình chế ra thôi. Đấy, làm hai cái ví dụ thôi, bởi vì nó ít gặp. Đó, mình xem. Câu này, đấy câu 2 này là hồi xưa trong đề thi của năm 2021 đấy. Do tình hình dịch Covid-19, tỷ lệ khách hủy tour sau khi đặt lên tới 70%. Một công ty lữ hành nhận 79 khách du lịch. Tính trung bình số khách không hủy tour và tính số khách không hủy tour có khả năng xảy ra lớn nhất trong 79 khách trên. Tức là gì? Nó bảo tính cái gì đây? Trung bình số khách không hủy tour, Ừ. Và gì nữa? tính tính EX Ừ. Đấy, E là cái đầu tiên và đúng không? Và cái thứ ok hai là gì? và tính số khách không hủy tour khả năng nhất, tức là tính tính mốt Đúng rồi, mốt mốt. Lại tính E và tính mốt, được chưa? x. Đấy, thì nếu mà theo cái thông thường mình cũng làm được thôi. Nếu mà mình lập được cái bảng với xác suất thì mình cũng tính E được như hồi xưa. Nhưng mà mình thấy đây này, cái điều đặc biệt, đấy là gì? Nếu X là số lần xuất hiện trong N lần biến cố A, thì mình thấy là gì? Tính trung bình số khách không hủy tour. Đấy, mình gọi nhá. Gọi. Gọi X đi. Là số là gì? Gọi x là số khách không hủy Đúng rồi, bởi vì mình tính tour. trung bình của x mà đúng không? Ừ. Trung bình của x. Từ từ. Ừ đúng rồi, mình tính trung bình của x. Vậy mình sẽ gọi x là số khách không hủy tour, vậy tính ex là trung bình thôi đúng không? Ừ. Số khách không hủy. Không hủy. Thì mình thấy một điều là gì? Nó đặc biệt không? Người ta bảo này, tỷ lệ khách hủy là 70%, cái khách nào hủy thì cũng có tỷ lệ là 70% đúng không? Thì suy ra mình có là gì? Xác suất để xác suất đúng không? Để không hủy là gì? Là Là bằng nhau đúng không? 0,7 à. Là bằng nhau. Sao mà không phải bảy được? Đọc đi, nó bảo là gì? Đây chỉ là tỷ lệ gì? Tỷ lệ xác suất nhá. Tỷ lệ khách gì đây? Hay hủy. Ừ, thế bây giờ mình đang tìm số khách không hủy mà. Vâng. Vậy thì xác suất để không hủy là bằng nhau và bằng bao nhiêu? Đây là hủy thì không hủy là ngược lại thì nó sẽ lấy cái gì trừ đi? 100 trừ đi hả? Một trừ đi 0,7 tức là 100%, 117. 0,3. 100% trừ đi 70% đấy, tức là 1 trừ 0,7 và 0,3, được chưa? Vậy đây mình thấy là gì? Vậy x ta có x là số khách không hủy tour đúng không? Thì mình thấy là gì? Xác suất để không hủy là bằng nhau và bằng 0,3 đúng không? Ừ. Vậy mình đã suy ra được chưa? Suy ra là x sẽ tuân theo không? Quy luật gì? Mình thấy đây, nếu mà xác suất đây một lần là bằng nhau bằng p, tức là đây xác suất để một người hủy là bằng nhau bằng 0,3 hết. Vậy thì x sẽ tuân theo quy luật đây, ký hiệu như này, b X phân phối tuân nhị thức theo đúng không, phân phối nhận thức với n là bao nhiêu, n mình thấy tổng ở đây là bao nhiêu, đây bao nhiêu người, đúng bảy rồi à, rồi 79 người, và xác suất một người là bằng bao nhiêu, suất một người là 0,3. đúng rồi. Rồi, xong. Thì mình đã tìm được trung bình chưa? Dễ chưa? Đấy, mình gọi được ra cái Nhanh câu ha. như này. Thì mình sẽ chứng minh được nó là nhị thức rồi. Thì khi đó mình sẽ tính được EX bình thường. EX bằng gì? Công thức có rồi. EX bằng NP N nhân bằng P. 79 Tức là 79 nhân nhân. 0,3 Ừ, vậy thôi. nhân 0,3. Đó. 23,7. 23,7. Xong. Được chưa? Mà đơn vị là gì? Ok. Người đúng không? Số khách mà. Người. Số khách không hủy mà. Trung bình số khách không hủy. Vậy mình sẽ bảo là vậy trung bình số khách không hủy là 23,7 người trong 79 người như vậy. Tiếp theo, mình sẽ có đó là người ta bảo tính gì đây? Tính số khách không hủy tour có khả năng xảy ra lớn nhất. Thì đó là gì? Đó là mình phải tính đây, cái NP cộng P đúng không? Và xem nó có thuộc N sao hay không. Đúng không? Đấy. Nếu mà thuộc N sao ấy thì mình sẽ lấy cái số đó và số trước nó. Còn nếu không thuộc N sao ấy thì mình sẽ lấy phần nguyên của nó. Được chưa? Ok. Vậy mình suy ra này. À mình bảo ta có đi. NP cộng P bằng gì? NP cộng P là 23,7 cộng 0,3 Thì bằng nhiêu? bằng 23,7 đây 24. rồi. 0,3 là bằng 24 đúng không? Yeah. Thì có thuộc N sao không? Có được là sao? Số nguyên dương là thuộc N sao? Vậy thì suy Ừ. ra mốt sẽ bằng gì? Số đó và số trước nó, tức là bao nhiêu luôn?
24 và 23. đúng không, 24 và 23, được chưa? Đấy, tức là số khách không hủy tour khả năng xảy ra lớn nhất đó là 23 và 24, được chưa? Tức là có thể là 23 người hoặc 24 người, hai cái này là lớn nhất. Xong, xong câu này nhá. Tiếp theo đến ví dụ 2 đi. Một học kỳ có 4 môn thi, một sinh viên có khả năng đạt một môn là 65%. Có x là số môn thi đạt của sinh viên này thì x có phân phối gì? Hãy tính số môn trung bình mà sinh viên thi đạt. Ok. Tức là nó hỏi x chân theo quy luật phân phối gì trước đã. Mình bảo là gì? Ta có x là gì đây? Đây. Nó gọi luôn rồi này, x là gì? Số môn thi đạt. Là số Số môn thi đạt. môn. Thi đạt mà xác suất để đạt một môn có phải như nhau Ở cùng như nhau. là như Xác nhau suất. và bằng bằng bao nhiêu đây, 65%. không phải 65 đúng không? Ừ. Ồ, tạnh mưa rồi, tạnh mưa rồi, mình phải mở mở loa nhỏ lại rồi đấy, mà xác suất để đạt một môn là như nhau bằng 0,65. Đấy, thì suy ra là gì? Mình sẽ thấy đây chính là cái dấu hiệu của mình rồi đúng không? Vậy x tuân theo quy luật Tôi nhớ quy luật n trước p sau, n đâu, bao nhiêu môn? B bốn môn Xác suất để một môn là bao nhiêu? 0,65. Ừ, được chưa? Không Xong phải 65. và tìm được e Ok. chưa? Nó bảo tính cả trung bình nữa. Số môn trung bình mà sinh viên này thi đạt là bao nhiêu? Tức là EX. Đúng không? X là số môn thi đạt. Vậy trung bình số môn thi đạt là EX. Có phải bằng N nhân P không? Ok. Đây. 4 nhân Nhân lớn. 0,65. 4 nhân 0,65. Phải bằng. Sáu. 2,6 môn. Đấy, chung là trung bình. Được chưa? Đấy. Thì mình đã học xong cái hồ đồ nhị thức rồi. Tuy nhiên mình thấy này, trong cái đề ngày 7 tháng 7 đấy, cũng như là trong cái đề kỳ hè, nó đều không hỏi về cái gì, không hỏi về cái nhị thức đó, mà nó hỏi về này, mình thấy câu ở trong ngày 7 tháng 7 thì nó hỏi về phân phối Poisson này đúng không? Vâng. Còn câu trong đề kỳ hè nó hỏi về gì? Chuẩn. Đấy, chuẩn này, cứ nói đến chuẩn này, đấy, chắc chắn là phân phối chuẩn rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu luôn nhá. Đến, đấy là cái quy luật thứ hai, phân phối Poisson, và trong đó mình chữa câu này. Chưa? Trong đó mình chữa câu này. Đấy. Ok. Thì bây giờ nhá, mình sẽ cùng học với nhau về phân phối Poisson, được không? Poisson. Mình sẽ đến phần 2, phân phối Poisson. Thì những cái gì cần nhớ ấy, mình đã ghi ở đây rồi, nó chỉ có từng này thôi, nó chỉ có nhiêu đây thôi. Phân phối Poisson này cũng là ký hiệu là x tuân theo đúng không? Ở trước này mình luôn học là x, đây gọi là dấu này gọi là tuân theo. X tuân theo. Tuân theo cái gì đấy tùy thôi. Đây, x tuân theo quy luật p, Poisson ký hiệu là p với cái lambda ở trong đúng không, lambda ở trong nó là lambda. Thì đây mình xem với lambda phải lớn hơn không nhá, lambda phải lớn hơn không. Dấu hiệu này, nếu x là số người vào dịch vụ công cộng như kiểu là quán ăn, vũ trường, ngân hàng các thứ, mình cứ thấy đâu là một cái dịch vụ công cộng ấy mà nó lại có x là số người vào cái dịch vụ đó thì chắc chắn đấy sẽ tuân theo quy luật phân phối Poisson, được chưa? Và cái thứ hai ấy, có thể xảy ra đây là gì? Nếu x là số nhu cầu phục vụ ở một cửa hàng hoặc là số phương tiện vận tải cho thuê trong một khoảng thời gian nào đó thì nó đều là phân phối Poisson hết. Đấy thôi, có hai cái dấu hiệu như vậy nhá. Tức là nó mà không cho phân phối gì nó lại nói như này thì mình sẽ biết luôn, đấy phân phối Poisson. Hoặc là có một số đề dễ hơn ấy thì nó sẽ cho luôn, đấy là x tuân theo Poisson. Như cái đề vừa rồi ấy. Khi đó này, mình nhớ luôn. Phân phối Poisson ấy thì EX bằng lambda bằng VX. Tức là trong đề nó sẽ cho luôn, tức kiểu là nó bảo là trung bình số người vào một dịch vụ này như kiểu vào một quán ăn, vào vũ trường là 5 chẳng hạn, mình biết luôn đề nó đang cho lambda rồi đấy. Được chưa? Và ấy, vì nó cho luôn cái này rồi, cho nên nó chẳng hỏi EX và chẳng hỏi VX làm gì đâu. Chẳng nghe là cho rồi nó lại bảo hỏi nhỉ, đúng không? Thì nó hơi buồn cười. Cho nên ấy, nó sẽ bắt mình tính một cái, cứ vào post xong thì chắc chắn 100% là bắt mình tính cái này, xác suất của x. Thì nhớ công thức này này, px
bằng k, nó sẽ bằng là e mũ trừ lambda nhân lambda mũ k chia k dai thừa. Vậy thôi, mình tự nhớ công thức này. Đấy, và post xong thì chắc chắn mình áp dụng công thức xác suất này luôn. Đấy, được chưa? E mũ trừ lambda nhân lambda mũ k chia k dai thừa. Đấy, bấm máy tính thôi. Đấy, ghi đi nhá, xong rồi mình sẽ ứng dụng thì mình sẽ biết cách làm. Để tôi đi ạ.